Và sau đây thì tôi trân trọng kính mời giáo sư thầy Nguyễn Tấn Phong sẽ trình bày cái bài tổng quan tai biến vi sinh trũng cấp tính ở trẻ em và cách xử trí. Now I introduce Professor Phong. He has a problem with the larynx. Larynx is that when he came here, so doctor, xin lỗi, em tên gì? Em tên Thế. And that Dr. Phạm Thanh Thế will talk about acute mastoiditis in pediatrics, complication and management. Xin chào quý vị thầy cô và xin chào quý vị thầy cô và tất cả đồng nghiệp. Em xin thay mặt thầy Phong để trình bày về cái viêm xương trũng cấp ở trẻ em và các biến chứng cũng như là điều trị. Thì như chúng ta đã biết thì viêm xương trũng cấp trẻ em là một trong những vấn đề mà rất thường gặp trên thực tế lâm sàng. Và đặc biệt là đối với bệnh lý này thì thường nó để lại hoặc là xuất hiện các cái biến chứng rất là nhanh chóng. Ngày nay thì các cái biểu hiện lâm sàng của viêm xương trũng cấp trẻ em thì nó biến đổi rất là nhiều so với các cái với những cái vấn đề được trình bày ở trong cái sách vở kinh điển. Và đặc biệt là đối với những cái thể viêm xương cấp hài nhi thì nó còn có những thay đổi nhiều hơn nữa. Chính vì những thay đổi này mà trên thực tế lâm sàng thì chúng ta điều trị, trong vấn đề điều trị thì chúng ta sẽ có nhiều cái lúng túng, ví dụ như là khi nào chúng ta nên tiến hành phẫu thuật và phẫu thuật hay là điều trị nội khoa, hay là vai trò của việc điều trị kháng sinh ở trong viêm xương trũng cấp trẻ em cũng như là kỹ thuật phẫu thuật mà chúng ta áp dụng để điều trị loại bệnh lý này như thế nào. Đây là những kinh nghiệm mà chúng tôi trải qua 270 trường hợp phẫu thuật viêm xương trũng trẻ em để xin chia sẻ với quý vị đồng nghiệp cũng như quý vị thầy cô. Thì khi phẫu thuật viêm xương trũng thì chúng ta hầu hết các cái phẫu thuật viên đều phải đối đầu với một cái tam giác đột phá, hay chúng tôi gọi là tam giác nguy hiểm, với các cái thành của nó được giới hạn bởi phía trước là dây bẫy, phía sau là xoang tĩnh mạch bên và phía trên là màng não. Thì ở trẻ em thì tam giác này đôi khi nó còn có sự khác biệt với người lớn do các kích thước thông bào cũng như là nó nhỏ hơn so với người lớn, nên việc tiếp cận vào tam giác này để xử lý tổn thương trong cái xương trũng là vô cùng khó khăn, và đây là điều rất là đáng ngại đối với hầu hết các phẫu thuật viên về tai. Đây là những cái biến chứng mà chúng tôi gặp phải trên thực tế lâm sàng. Đa phần là các bé nó liệt mặt, và có những trường hợp nó phục hồi sau phẫu thuật. Tuy nhiên cũng có những trường hợp mà bé nó không phục hồi được và liệt mặt vĩnh viễn. Trên thực tế lâm sàng khi nói về viêm xương trũng cấp trẻ em thì chúng ta thường nghĩ đến là bệnh nhân sẽ có các triệu chứng điển hình, ví dụ như là sưng nề và mất rãnh sau tai cũng như là xuất ngoại sau tai. Thì ngày nay trên thực tế lâm sàng chúng ta rất ít gặp cái thể lâm sàng này, mà đôi khi các cái viêm xương trũng cấp trẻ em nó thường biểu hiện thành cái thể khu trú và tiềm ẩn hơn, ví dụ như là cái hình ảnh thái màng nhĩ sưng phồng như thế này, mất góc sau trên, hoặc thậm chí là mất góc, xóa góc sau trên hoàn toàn và sưng phồng ở ngay cái góc sau trên của màng nhĩ như thế này. Và nếu mà chúng ta trên lâm sàng mà chúng ta chờ đợi đến việc xuất hiện các triệu chứng như thế này thì đôi khi việc can thiệp chúng ta trở thành quá muộn màng. Đây là cái hình ảnh trên thực tế chúng ta sẽ thấy là cái hình ảnh nội soi thì gần như là không có gì đặc biệt với cái góc sau màng nhĩ sung huyết, đỏ ứ dịch hồng tai và góc sau trên nó có hình tình trạng xóa mờ góc sau trên. Thì trên CT scan nó đã thể hiện ra ba cái triệu chứng điển hình của một cái viêm xương trũng cấp, như là xương trũng bị xóa mờ, các vách thông bào bị hủy một phần và nó dày lên, và các thông bào có xu hướng là nó nối lại với nhau thành các cái ổ tiêu xương. Và trên phẫu thuật cho chúng ta thấy là nó có xuất hiện rất là nhiều các cái micro áp xe ở trong cái hốc mổ như thế này. Thì trên lát cắt ASEAN cho chúng ta cũng thấy rằng các cái thông bào nó bị mờ, các cái vách xương bị hủy và đôi khi nó hình thành các ổ tiêu xương lớn như thế này. Và trên nội soi cũng cho chúng ta thấy là màng nhĩ căng phồng đầy mủ và góc sau trên có tình trạng nó bị xóa. Thậm chí là trên CT scan còn cho chúng ta thấy được những cái tổn thương, ví dụ như là cái góc sau cái thành trên của ống tai nó bị hủy và nó thông vào cái ống tai ngoài như thế này, và chúng ta thường biết đến như là giò gơ lê. Và cái này thì thường xuất hiện ở trên những trường hợp mà viêm xương trũng mãn tính có cholesterol. Thì ngày nay
trên cái viêm xương chủng cấp tính thì nó cũng có thể xuất hiện những cái tổn thương như thế này trên CT scan và trên thực tế lâm sàng là chúng ta thấy cái giò ở góc sau trên hoặc là thành sau ống tai. Thậm chí là những cái tổn thương như thế này chúng ta cũng có thể rất là hay gặp. Đây là một cái trường hợp mà bé nó nhập viện vào khoa thần kinh của Bệnh viện Nhi Trung ương với cái triệu chứng là chóng mặt và cái đầu ngoẹo sang một bên cộng kèm theo điếc tiếp nhận. Thì khi chúng tôi chụp CT scan lên thì chúng ta thấy là cái ổ viêm xương nó đã xâm lấn và nó làm hủy ống bánh bên ngoài, gây viêm mê nhĩ, và cái quá trình viêm này nó sẽ xâm lấn vào, nó gây điếc tiếp nhận. Thì bệnh nhân này sẽ được xử lý bằng cách là phẫu thuật xương chủng và kết hợp với khoét mê nhĩ để điều trị viêm xương. Một vấn đề nữa mà chúng ta lưu ý là trên xương chủng, trên cái đây là cái hình ảnh giải phẫu cho thấy mức độ tương quan rất là chặt mật thiết của cái các cái vòi nhĩ, rồi xong rồi vòi nhĩ và cũng như là hòm tai và thông bào xương chủng. Thì đối với trẻ con thì vòi nhĩ thường nó ngắn hơn, nằm ngang hơn và thường xuyên mở hơn, nên các cái tổn thương của cái vùng vòm mũi họng cũng như tình trạng trào ngược hoặc là VA của vùng vòm này nó hoàn toàn có thể đưa cái nhiễm trùng theo cái vòi vào, xâm nhập vào viêm tai giữa và vào xương chủng một cách dễ dàng hơn so với người lớn. Chính vì thế đôi khi trên thực tế lâm sàng thì viêm VA tái diễn nhiều lần có thể là nguyên nhân và cũng có thể là yếu tố thúc đẩy khiến cho cái viêm xương chủng này nó khởi đầu cũng như là biến diễn thành cái viêm tai giữa hoặc là viêm xương chủng tái phát. Như vậy thì trên lâm sàng làm thế nào để chúng ta có thể chẩn đoán được một trường hợp viêm xương chủng cấp? Thì trên nội soi chúng ta thấy là tất cả các trường hợp này viêm xương chủng, tất cả những trường hợp viêm tai giữa mà hòm tai ứ mủ như thế này thì sau khi chiết trần màng nhĩ thì chúng ta thấy là cái mủ trắng nó trào ra từ trong hòm tai, và trên nội soi cũng cho chúng ta thấy là cái góc sau trên của màng nhĩ nó bị xóa mờ. Và đặc biệt là một cái dấu hiệu nữa mà trên thực tế lâm sàng chúng tôi thường gặp, đó là sau khi đặt cái ống dẫn mủ này và lại tích cực hút tai làm thuốc rồi bơm thuốc vào hòm tai điều trị tích cực trong vòng 74 ngày nhưng mà bệnh nhân không rút lui, và sau điều trị thì cái hòm tai vẫn tiết dịch mủ trắng như thế này. Đây là một dấu hiệu điển hình của cái viêm xương chủng cấp mà chúng ta cần phải chụp CT scan để tiến hành xử lý. Một trong những vấn đề nữa mà chúng ta cần phải lưu ý đó là hình thái lâm sàng trên viêm xương chủng cấp thường ngày nay nó có nhiều thay đổi so với những cái mà chúng ta được mô tả trong sách vở kinh điển, là những cái thể lâm sàng như là thể tiềm ẩn hoặc là thể ẩn hoặc thể suy mòn thì chúng ta không còn thấy trên thực tế lâm sàng này nữa, mà thay vào đó là một cái hình thái là bệnh nhân biểu hiện bằng ban đầu là các triệu chứng của bệnh phế quản phế viêm và thường được nhập vào khoa hô hấp để điều trị. Như vậy thế này thì bác sĩ tai mũi họng không có điều kiện tiếp cận với bệnh nhân, như thế là việc bỏ sót để chẩn đoán cũng như là điều trị bụi màng là cái chuyện hiển nhiên. Thậm chí giống như ca lúc nãy thì bệnh nhân được nhập vào điều trị ở khoa thần kinh thì chúng ta cũng có bỏ sót và không có điều trị được và dẫn đến cái hậu quả là bệnh nhân xuất hiện các biến chứng. Hai cái vũ khí mà chúng ta có trong tay hiện nay đó là nội soi và CT scan để giúp chúng ta chẩn đoán viêm xương chủng. Thì chúng ta thấy là có một sự tương quan rất là mật thiết giữa nội soi và hình ảnh trên CT scan. Trên nội soi cho chúng ta thấy là màng nhĩ, phòng, chiếu mũ và góc sau trên của hòm tai bị xóa. Thì chúng ta thấy ngay trên CT scan chúng ta thấy toàn bộ hòm tai bị xóa mờ và xuất hiện một cái khối mờ ở ngay phía mỏ của thực thượng nhĩ này, ngay chỗ cái mỏ con chim như thế này. Và chúng ta sẽ thấy được cái khối mờ này mà hình ảnh này một chúng ta sẽ phân tích cụ thể ở phía sau. Mặc dù như vậy thì cái tiêu chí vàng trong việc chẩn đoán viêm xương chủng cấp là CT scan, là hai class ASEAN và Corona trên CT scan sẽ cho chúng ta những hình ảnh rất đặc thù của viêm xương chủng cấp, đó là các cái xương chủng bị, các cái thông bào bị xóa mờ, các vách thông bào bị mờ hoặc bị phá hủy một phần và các cái ổ tiêu xưng nó hình thành và phát triển rộng ra. Một đặc điểm nữa mà trong quá trình nghiên cứu chúng tôi phát hiện ra rằng là cái đặc điểm thông bào ở trên trẻ con nó hoàn toàn khác biệt so với đặc điểm thông bào ở người lớn. Ví dụ như trên cái lá cách corona này tính theo trục tung thì chúng ta sẽ thấy rằng hoàn toàn những nhóm thông bào ở dưới sào bào cũng như là ở vùng móng chủng là hoàn toàn không có. Trong khi đó những nhóm thông bào ở vùng vảy thái dương ở trẻ con thì phát triển rất là mạnh. Thì đây trên hình ảnh cho chúng ta thấy là những nhóm thông bào này đôi khi nó vượt quá cái ranh giới phía trên của màng não. Đây là một trong những cái yếu tố khiến cho cái phẫu thuật viên rất là ngại khi xử lý các nhóm thông bào này, vì chúng ta sợ rằng chúng ta sẽ có thể va chạm vào màng não và như thế thì chúng ta bỏ sót nhóm thông bào này. Đây là một trong những yếu tố khiến cho cái việc
phẫu thuật nó không có hiệu quả. Trên cái lá cách ASEAN cho chúng ta thấy rằng là các nhóm thông bào ở vùng phá dương móng tiếp, vùng sào bào nông hoặc là vùng gốc Sitali, cho chúng ta thấy là ba nhóm thông bào này ở trẻ con cũng rất là phát triển. Và đặc biệt đối với những cái nhóm thông bào ở vùng sào bào nông hoặc là cái nhóm gốc Sitali này thì hoàn toàn chúng ta có thể dễ dàng xử lý khi chúng ta dùng bất cứ phương tiện phẫu thuật nào. Tuy nhiên đối với nhóm thông bào vùng thái dương móng tiếp, đặc biệt là đôi khi nó lan tận ra đấy cái rễ của cung zygoma, thì chúng ta không thể nào có thể tiếp cận được cái vùng này nếu mà chúng ta sử dụng phương tiện phẫu thuật là kính hiển vi. Chúng ta không thể nào để cái kính hiển vi nằm ngang và để tiếp cận các thông bào ở vùng này được. Chính vì thế cái kỹ thuật nội soi nó phát huy tác dụng ở trong trường hợp này. Chúng ta hoàn toàn có thể đưa cái nội soi nằm ngang và đi ra phía trước để tiếp cận cái vùng này để xử lý hết tất cả các cái tổn thương ở vùng này. Ngoài ra CT scan đôi khi nó còn cho chúng ta thấy được các cái tổn thương tiềm tàng mà nếu chúng ta không xử lý kịp trong trường hợp này thì hoàn toàn bệnh nhân có thể xuất hiện các cái triệu chứng ví dụ như là liệt bẫy. Trên CT scan nó còn cho chúng ta thấy được cái sự khác biệt giữa cái quá trình diễn biến bệnh lý giữa hai tai ở trên cùng bệnh nhân. Thì trước đây thì chúng ta thường thường đối với những cái quan niệm cũ thì chúng ta đối với viêm xương trũ cấp trẻ em thì chúng ta sẽ có xu hướng là phẫu thuật cả hai tai, phẫu thuật mở sao bào hai tai. Tuy nhiên trên CT scan cho chúng ta thấy rằng đây là trên cùng bệnh nhân, thì chúng ta thấy cái thông bên đây là bên một bên là đang diễn biến với một cái viêm xương trũ cấp và một bên là đang diễn biến với một cái viêm tai giữa tiềm tàng, viêm tai giữa đơn thuần. Trên CT scan cho chúng ta thấy đối với trường hợp viêm tai giữa cấp, viêm xương trũ cấp thì chúng ta thấy là bệnh nhân sau khi đặt ống thông khí xong, góc sau trên nó không có, nó vẫn bị xóa mờ, và trên CT scan cho chúng ta thấy thông bào nó mờ và xuất hiện các cái khối phồng ở góc sau trên. Trong khi bên trái đối diện nó chỉ là một cái viêm tai giữa dịch keo và các thông bào ở thượng nhĩ vẫn còn sáng. Đây cũng là cái này là viêm tai giữa thành dịch, còn bên đối diện là một cái viêm xương trũ cấp. Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là trong trường hợp này chúng ta không cần phải phẫu thuật ở hai tai, mà đối với phẫu thuật một bên tai chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật quét xương trũ, một bên còn lại chúng ta có thể đặt ống thông khí đơn thuần để điều trị. Một cái đặc thù nữa mà chúng ta cần phải lưu ý đó là vấn đề viêm xương trũ cấp hài nhi, tức là đối với những trẻ em ở dưới 2 tuổi. Thì đối với thể viêm xương trũ cấp hài nhi này thì thông thường các cái bệnh tích viêm nó không đi theo quy luật kinh điển là quy luật Conner, là chúng ta thấy những cái ổ viêm xương nó chỉ nằm ở cạnh các cái khối viêm thôi. Thì đối với trẻ con, trẻ nhỏ thì thông thường các cái viêm xương trũ này nó sẽ đi theo đường mạch máu và nó có thể đến bất kỳ vị trí nào của xương trũ để có thể gây bệnh. Và chính vì thế là cái những cái nhóm mà có thông bào ví dụ như là nhóm thái dương móng tiếp, nhóm vảy thái dương hoặc là nhóm gốc Sitali là những cái vị trí mà thông thường là cái ổ viêm này đạt đến và nó gây các triệu chứng ở vùng này. Trên lâm sàng chúng ta có thể thấy là triệu chứng liệt bẫy là một trong những triệu chứng mà chúng ta rất hay gặp trên đối với xương trũ, viêm xương trũ cấp ở hài nhi. Và nếu chúng ta xem đây là một cái biến chứng của cái viêm xương trũ cấp thì đối với trẻ hài nhi thì chúng ta có thể xem đây là một triệu chứng vì nó thường xuyên xuất hiện đi kèm với cái viêm xương trũ cấp ở trẻ con. Một cái biến chứng nữa mà chúng ta có thể thấy là trên CT scan chúng ta phát hiện là bệnh nhân bị ăn mòn cái bờ của cái khung xương của tĩnh mạch bên. Thì trên phẫu thuật chúng ta thấy là cái xương đã bị hủy và để lộ cái thành của tĩnh mạch bên như thế này. Trong trường hợp này nếu chúng ta phẫu thuật muộn thì hoàn toàn có thể diễn biến thành một cái viêm tắc xoang tĩnh mạch bên. Thêm vào đó là những cái tổn thương của xương con. Thì do tắc mạch máu nuôi các xương con này thì các xương con nếu chúng ta xử lý muộn thì hoàn toàn các xương con nó sẽ nhanh chóng bị phá hủy và gây tổn thương. Và thậm chí là trên những trường hợp phẫu thuật mà khi trong quá trình bóc tách những cái niêm mạc viêm phù nề của hòm tai này, nếu mà chúng ta thao tác mà không có cẩn thận thì chúng ta hoàn toàn có thể gây trật khớp xương con và gây bệnh nhân có thể vừa đi tiếp nhận do tổn thương tay trong, vừa có thể tổn thương đi diễn truyền do tổn thương của xương con. Trên CT scan cho chúng ta thấy là cái thành của cái trần của hòm tai bị hủy và bộc lộ màng não. Trong trường hợp này chúng ta xử lý muộn thì hoàn toàn có thể diễn đến biến thành một cái viêm màng não lan tỏa, vừa tổn thương một đầm màng não vừa tổn thương ống mắt viêm ngoài. Và những cái hình ảnh xuất ngoại như thế này thì rất là hiếm gặp ở trên viêm xương trũ cấp hài nhi. Chúng tôi xin bàn một luận một tí về cái hình ảnh về cái phòng góc sau trên của hòm tai.
Thì cái triệu chứng về phồng góc xoay trên của hòm tai thì là một trong những triệu chứng mà được sách vở kinh điển đã đề cập đến từ rất lâu rồi. Tuy nhiên chúng ta, bản thân chúng tôi cũng không hiểu được cái bản chất của cái triệu chứng này cho đến khi chúng ta quan sát trên CT scan, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái góc xoay trên của hòm tai này nó thông trực tiếp lên thượng nhĩ ngoài, và từ đây nó thông lên thượng nhĩ, và từ đây nó thông trực tiếp vào nhóm thái dương mật tiếp như thế này. Thì nếu như mà chúng ta không xử lý được cái nhóm thái dương mật tiếp này, những trường hợp bệnh nhân mà sau phẫu thuật xong mà bệnh nhân không được xử lý hết cái nhóm thông bào thái dương mật tiếp này, thì chúng tôi thấy rằng cái triệu chứng mà phồng góc xoay trên này không được giải quyết, bệnh nhân vẫn còn sau mổ. Và như vậy thì chúng ta có thể xem như cái triệu chứng phồng góc xoay trên này như là một cái xuất ngoại của cái nhóm thái dương mật tiếp ra bên ngoài của thành của màng nhĩ. Và chính vì nhờ cái CT scan này cho đến ngày hôm nay chúng ta sẽ hiểu được bản chất của cái phồng góc xoay trên này, nó chính là một xuất ngoại, một xuất ngoại của cái nhóm thái dương mật tiếp. Một cái đặc điểm nữa trên viêm xương trung cấp hại nhi đó là đối với những viêm xương trung cấp mãn tính thì chúng ta thường thấy tổn thương G7 là nằm ở đoạn 3. Tuy nhiên khi trong quá trình phẫu thuật thì chúng ta thấy rằng đa phần những cái tổn thương mà G7 chúng ta gặp trên trường hợp viêm xương cấp hại nhi thì thường nó xuất hiện ở đoạn 2. Và cái tổn thương này thường có thể là do là bệnh tích, do G7 nó tiếp xúc trực tiếp với ổ viêm, nhưng cũng có thể là do hậu quả của quá trình chúng ta bóc tách cái niêm mạc viêm ở vùng này mà G7 nó đã ở xương, thì chúng ta không thận trọng, chúng ta bóc luôn vào G7 và dẫn đến hậu quả là bệnh nhân bị liệt mặt. Đây là một trường hợp em bé nó bị liệt mặt mà chúng tôi tiếp nhận sau khi bệnh nhân được mổ xong, thì cho đến bây giờ em bé nó khoảng 20 tuổi rồi nó vẫn còn liệt mặt. Đây là một cái trường hợp mà chúng tôi có điều kiện mở lại cái hốc mổ chuỗng mà đã được phẫu thuật trước đó, nhưng mà bệnh nhân không có cải thiện được cái triệu chứng. Thì sau khi mở ra chúng ta thấy là toàn bộ cái thượng nhĩ bị niêm mạc nó bao phủ và nó làm tắc đường thông từ thượng nhĩ xuống xà đạo xà bào và xuống hòm tai, và toàn bộ cái nhóm thái dương mõm tiếp ở phía trước này không có được xử lý. Thì đối với những trường hợp như thế này thì làm cách nào để chúng ta có thể xử lý được cái tổn thương như thế này? Thì đây, trong trường hợp này thì chúng tôi tiến hành bóc tách hoàn toàn các cái niêm mạc xung quanh, gỡ niêm mạc xung quanh cái ổ viêm này, phía trước đi đến tận thượng nhĩ trước, phía trong đảm bảo, và phía ngoài cũng phải bóc tách hết các cái ổ viêm này, cho đến khi nào mà chúng ta bơm betadine vào hốc mổ mà chúng ta có thể thấy được betadine xuất hiện ở ngay cái ống dẫn dịch ở ngay cái xuyên qua màng nhĩ như thế này. Đây là một trong những trường hợp mà chúng tôi gặp phải trên thực tế lâm sàng, là bệnh nhân có một cái tổn thương viêm của cái nhóm thông bào thái dương mõm tiếp, và cái nhóm tổn thương viêm này nó lan lên và nó gây xuất huyết ở cái màng não vùng thái dương này và tạo nên một cái xuất huyết ngoài màng cứng chèn ép vào cái thùy thái dương. Và trong trường hợp này bệnh nhân phải được các bác sĩ ngoại thần kinh giúp chúng tôi là lấy máu tụ, sau đó chúng tôi mới có thể xử lý các cái tổn thương viêm của xương chủng. Như vậy thì sau khi chúng ta đã phẫu thuật lấy bỏ các nhóm thông bào một cách triệt để như thế rồi, thì như vậy chúng ta đã đủ để giải quyết các tổn thương xương chủng hay chưa? Thì theo chúng tôi là chưa, vì sau khi chúng ta phẫu thuật xong rồi thì chúng ta còn phải giải quyết một vấn đề nữa, đó là làm thế nào để hốc mổ chúng ta được dẫn luôn một cách triệt để, thì lúc đó chúng ta mới tránh được cái tổn thương mà tái phát. Thì đây là một trong những cái kỹ thuật mà chúng tôi gọi là kỹ thuật là đặt ống thông khí xà bào xuyên ống tai. Thì chúng tôi sau khi quét xương chủng xong thì chúng tôi sử dụng một cái dụng cụ của bác sĩ Phan Anh Linh tạo ra để tạo một cái đường thông qua xương và trực tiếp vào thành ống tai. Sau đó dùng cái dụng cụ đặc biệt này để đặt một cái đường ống dẫn dịch xuyên qua cái ống tai ngoài vào trong hốc mổ chủng. Và khi nội soi vào thì chúng ta thấy là toàn bộ phần thượng nhĩ đã được giải quyết thông thoáng, và phía dưới này là cái ống dẫn dịch từ hốc mổ chủng ra ngoài. Sau đó chúng ta phải đi vào trong hòm tai để rạch tháo mũ thông qua màng nhĩ. Mà đây là những cái điều mà đáng lẽ chúng ta phải làm trước đó rồi, nhưng mà giờ chúng ta chưa làm, thì bây giờ chúng ta phải đặt một cái ống thông khí, một ống dẫn dịch xuyên qua đây. Và sau đó dùng cái ống thông khí với cái cỡ lớn, với chức năng là dẫn dịch từ trong hòm tai ra bên ngoài. Và sau khi đặt xong thì bệnh nhân sẽ có hai cái con đường thông, là một là thông trực tiếp vào hốc mổ chủng, một là xuyên qua màng nhĩ để dẫn dịch vào hòm tai. Và sau khi bơm cái betadine vào hốc mổ chủng thì chúng ta có thể thấy được cái ống betadine nó trào ra ở cái ống dẫn dịch như thế này, thì chúng ta mới đảm bảo được là cái dẫn lưu từ trong thượng nhĩ xà đạo xà bào cũng như từ hốc mổ chủng vào trong hòm tai một hiệu quả nhất. Trong những trường hợp mà
mà cái niêm mạc của vùng họng thượng nhĩ, sào đạo, sào bào nó dày và chúng ta không thể nào tái lập được một cái đường thông thương triệt để từ trong thượng nhĩ, sào đạo, sào bào xuống họng tai, thì chúng ta có thể sử dụng một kỹ thuật nữa là mở họng nhĩ đôi sau, xuyên thượng nhĩ như thế này, tức là căn cứ vào ngày ngang của xương đe, mở dọc theo ngày ngang xương đe để tạo cái đường dẫn lưu, và chúng ta có tạo điều kiện cho chúng ta bóc tách tất cả các niêm mạc viêm ở nọc ống phía ngoài của xương con. Với cái việc mà khoan ở phía ngoài xương đe này thì chúng ta yên tâm rằng chúng ta không có làm tổn thương như vậy. Rồi sau khi chúng ta mở xương cho chúng tôi dùng cái bông cũng như là dùng dụng cụ để lấy sạch các niêm mạc viêm ở mặt ngoài của hệ thống xương con. Sau khi gỡ được cái niêm mạc ở vùng này rồi thì từ đây chúng ta sẽ trực tiếp bóc tách ngược lên thượng nhĩ để tiếp cận được thượng nhĩ trước, và dùng các cái bông tẩm arelin vừa lau và vừa cầm máu giúp chúng ta có thể nhìn thấy phẫu trường mới rõ ràng hơn, bóc tách toàn bộ niêm mạc của vùng thượng nhĩ trước và cho đến khi thấy được đầu xương búa để giải phóng cái phía trên của xương gòn. Sau khi phẫu thuật thì sau khi kết thúc thì chúng ta có thể thấy được là toàn bộ hốc mổ chuỗng sẽ được dẫn vào hòm tai bằng tất cả con đường với trong xương đe, phía ngoài xương đe và thông qua thượng nhĩ trước đều được xử lý. Thì cho đến khi mà chúng ta bơm vào betaine vào trong hốc mổ chuỗng thì chúng ta có thể thấy được cái betaine nó trào ra ở trong qua cái màng nhĩ, trào vào ống tai ngoài như thế này. Đây là cái kết quả sau mổ của chúng tôi, thì chúng tôi thấy là bệnh nhân sau mổ khô tai rất là nhanh, và đây là cái hình ảnh mà minh chứng cho cái nguyên lý là tại sao chúng tôi thành công được như thế này, là nhờ vào cái nguyên lý bình thông nhau như thế này, và ống thông khí hai cái ống dẫn dịch này nó có tác dụng giống như là cái nguyên lý bình thông nhau như thế này để dẫn lưu dịch một cách tối đa. Và sau đây thì chúng tôi thấy rằng qua quá trình nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng để đạt được cái hiệu quả tối đa trong cái điều trị cái viêm xương chuỗng cấp trẻ em thì chúng ta phải xử lý tất cả các nhóm thông bào viêm, mà đặc biệt là cái nhóm thái dương mõm tiếp. Đây là một trong những nhóm thông bào mà chúng ta cần phải xử lý và rất khó khăn trong quá trình xử lý nhóm thông bào này. Và thứ hai đó là chúng ta phải đảm bảo được, sau khi chúng ta xử lý các nhóm thông bào viêm rồi thì chúng ta phải đảm bảo được cái quá trình dẫn lưu phải được tái lập một cách tối ưu nhất thông qua màng nhĩ, thông qua thành sáu ống tai, hoặc thông qua cái kỹ thuật mở hầm nhĩ đôi sau xuyên thượng nhĩ. Và đây là cái kết quả chúng tôi sau phẫu thuật. Và em xin hết. Xin hỏi hậu trường có các anh chị em có ai có câu hỏi gì không? Any question please? Xin mời em please. Một cách tự nhiên như ống thông khí màng nhĩ không ạ? Hay là mình phải chủ động lấy, và sau khi mà nó đã được lấy ra hoặc nó tự trôi ra thì nó có những cái nguy cơ có di chứng gì không ạ? Câu hỏi của cô rất là hay. Đây là điều mọi người quan tâm. Tại sao chúng tôi lại đổi kỹ thuật đặt ống thông khí xương chuỗng kinh điển ở sau tai mà chuyển sang ống thông khí ở thành sau ống tai? Nó có cái lý do của nó. Trước khi nói lý do của nó thì tôi cũng nói luôn là rất tiếc là chính cái đề tài này định giao cho Hồ Điệp làm nghiên cứu sinh. Sau đó vì lý do đó cô lại bỏ giữa chừng, và rất là hợp với đề tài chuyên khoa nhi. Chúng ta đặt sau tai nào chỉ được 7 ngày thôi. Vì sao? Ta phải cắt chỉ. Và cái cắt chỉ ta buộc vào cái ống. Mà có không lấy ra nó cũng rơi ra. Như vậy thời gian rất là ngắn. Mà cái thông bào của trẻ con bây giờ ta mới thấy có CT cực kỳ nhiều, và trong lúc mổ cấp cứu
rất khó anh chị em có thể lấy được đầy đủ tất cả thông báo. Thì cái vai trò của cái ống dẫn lưu, nó còn một cái ý nghĩa thứ hai nữa, duy trì lâu dài. Dẫn lưu nó tạo nên một môi trường ái khí để cho vi khuẩn gram âm không phát triển được. Và chúng ta có thể dùng cái nguyên tắc bình thông nhau này, ta bơm betadine trực tiếp vào cái ống ở thành sau ống tai, vào trong hầm tai. Mà phải nói là công lao rất lớn của bác sĩ Phan Như Linh đã tạo ra bộ dụng cụ và cái ống thông khí của bác sĩ Linh. Xin mời bác sĩ Linh. Xin các vị cho một tràng vỗ tay. Đấy, ống nó to hơn rất nhiều, nó dẫn lưu thành sau ống tai, và đặc biệt nó có thể nằm 21 đến 30 ngày, nó đủ thời gian để chúng ta có thể quét sạch các bệnh tích còn sót trong ống mổ chũm, ta rửa betadine rất là sạch. Đấy, thì tôi xin giải thích thêm. Chúng ta còn hỏi câu hỏi gì không? Vâng, cảm ơn câu trả lời của thầy Phong ạ. Vâng, thì nếu mà không có ai câu hỏi khác thì chúng ta sẽ đi tiếp, sẽ có thể sau đây chúng ta sẽ còn thời gian nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp cái báo cáo tiếp theo. Thì báo cáo tiếp theo thì tôi xin trân trọng kính mời